Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay mình làm cái món đậu hũ sốt cà nha các bạn. Đây mình có 9 miếng đậu hũ. Mình đã chiên sẵn rồi đó, với lại 4 trái cà, tại nhà còn có 4 trái à, thay vì làm này mình làm cà nhiều thì ngon thôi, nhưng mà còn có 4 trái. Thì một chút nữa mình thêm cái tương cà này vô nè các bạn. Mình có thể thêm cái tương cà đó vô, mình nêm cái tương cà đó được rồi, mình không có cần nêm cái gia vị gì nữa đâu. Và mấy tép tỏi, cái này á, là mình làm bình thường à, chứ không phải là ăn chay. Nếu mà ăn chay á, thì không có bỏ tỏi nha các bạn. Cái này cũng gọi là món chay, nhưng mà con mình nó không phải ăn chay cho nên mình cho tỏi cho nó thơm. Còn nếu mà ai ăn chay á, thì đừng có cho tỏi nha các bạn. Đây, bây giờ đậu hũ mình có 9 miếng, mình xắt ra, với lại mình xắt cà ra nữa là mình đi sốt cà, đậu hũ sốt cà. Bây giờ mình xắt đậu hũ ra miếng nhỏ nhỏ, mình sốt cho nó dễ thấm đó các bạn. Mình xắt nhỏ nhỏ như vậy nè, sốt cho nó dễ thấm. Thấm cà vô nó rất là ngon. Xắt nhỏ nhỏ thôi, không cần xắt lớn. Nhanh thấm thôi. Cái này mình làm mình ăn liền á, mình xắt nhỏ cho nó thấm lẹ. Đậu hũ mình xắt như vậy. Cái cà mình cũng xắt nhuyễn ra. Mình cứ xắt như vậy cho hết 9 miếng này thôi. Và bây giờ cà mình cũng xắt một mỏng ra, mình xắt nhuyễn nhuyễn lại. Cái này dễ làm mà ai cũng biết làm hết. Xắt nhuyễn nhuyễn lên đây này. Mình xào trước. Nhuyễn như hột lựu vậy các bạn. Nào cho nó nhanh, to hơn hột lựu cũng được. Đó, mình xắt ra như vậy. Đây, đậu mình đã xắt nhỏ nhỏ ra như vậy nè các bạn. Với lại cà mình cũng xắt ra hột lựu như vậy. Rồi đây là nước sốt, ở đây là cái tương cà. Cái loại tương cà này rất ngon á các bạn, nó nguyên chất luôn á, nhưng mà nó mắc tiền lắm, nó mắc gấp 3 cái loại thường á. Cái loại bình thường á thì nó có 1 đồng chai, à loại này nó tới gần 4 đồng luôn, nó nguyên chất luôn. Cái này của nhà mình thì thích ăn loại này, mà cái loại kia thì nó chua hơn và tỏi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi sốt đậu hũ nha các bạn. Bây giờ mình bắt chảo lên, chờ chảo nó nóng mình cho chừng hơn một muỗng ăn canh dầu là được rồi, không nhiều. Và chờ dầu nó nóng đó các bạn, mình cho tỏi vô. Với cà, mình cho tỏi vô rồi với cà mình xào. Dầu đã nóng rồi nè. Cái này là mình làm ăn bình thường, cũng phải ăn chay nha các bạn. Nếu mà ăn chay thì người ta không có cho tỏi đâu.
với lại cái chảo xào người ta cũng chảo, lấy cái chảo đặc biệt để làm đồ ăn chay nữa. Còn này mình ăn bình thường thôi chứ không phải ăn chay. Những ngày ăn chay thì mình không có xào, này mình không có xào tỏi, với lại phải xào cái chảo khác nữa. Tỏi đã vàng rồi nè, mình cho cà vô. Xào cho tới khi nào mà cà nó săn lại hết đó các bạn, cà nó săn lại hết, nó mềm, nó tan chảy ra hết rồi thì mình mới cho đậu hũ vô và mình nêm chút xíu muối vô nha các bạn. Mình chỉ nêm chút xíu muối thôi, một phần vô tới một phần cái muỗng này cho nó mặn mặn. Tại xào cái này là không có xào mặn gì, mấy đứa nó cũng thích ăn cái này mà ăn không á các bạn, ăn chơi ăn không, ăn chút xíu cơm mà ăn không như vậy. Rồi mình chờ cho nó săn lại rồi mình mới để tàu hủ nha các bạn. Và bây giờ cà nó đã săn lại mềm rồi đó các bạn, nó xèo hết rồi. Bây giờ mình cho cái tương cà này vô nè, mình nhấm chừng thôi nha, mình cho khoảng 4 muỗng ăn canh khoảng đó nè, khoảng 4 muỗng chưa tới nữa. Có màu á các bạn, với lại cái trong cái tương cà này người ta cũng nêm nếm á, vừa ăn rồi. Rồi vậy thôi, là mình bây giờ mình cho đậu hũ vô. Mình trộn đều nó lên, mình để lửa riu riu lên nha các bạn. Tại vì đậu hũ này nó rất là dè mau thấm. Mình để lửa lớn quá nó nhanh khét mà nó không thấm, mình để lửa nhỏ, thật là nhỏ. Đó chỉ vậy thôi, mình chỉ cho một chút xíu muối. Chút xíu muối cho nó mặn mặn thôi à, tại vì tương cà nó đã mặn mặn ngọt ngọt rồi. Nó ngọt ngọt rồi. Tương cà nó ngọt sẵn rồi. Tương cà này để mình ăn răng ca đó. Đó giờ nó lại nhanh lắm các bạn ơi, món này làm rất là nhanh. Nhà mình thì ưa món này lắm, nói ngay đậu hũ á, mình làm được rất là nhiều món ăn nha các bạn. Nay mình ăn món này, ngày mai á, mình ăn món khác. Mình làm đậu hũ mỗi một tuần luôn á, mỗi tuần, có khi hai tuần, mình rảnh thì mình làm mỗi tuần, mình không rảnh thì hai ba tuần mình mới làm một lần. Đây, bây giờ món ăn của mình đã xong rồi các bạn. Mình cho đậu hũ nó vô á, mình đừng có trộn nhiều quá, nó sẽ nát đậu hết. Tại vì mình sắc nhỏ nhỏ cho nó mau thấm á các bạn. Chứ lại đậu hũ này nó cũng mềm, nó cũng xốp nữa. Nếu mà mình trộn nhiều quá nó mau, nó nát lắm. Mình chỉ sơ qua vài cái thôi, mình đảo qua đảo lại một hai lần thôi, rồi mình để tự nhiên cho nó thấm cái nước sốt cà vô nè. Bây giờ là đã xong rồi đó các bạn, mình đã làm hoàn thành cái chảo đậu hũ sốt cà này đó, giờ chuẩn bị dọn ra ăn cơm là được rồi. Đây, món ăn buổi chiều của mình đã xong rồi đó các bạn, làm rất là nhanh và gọn và đơn giản nè các bạn. Món ăn này mình làm trong vòng nửa tiếng à. Sắc mấy cái đậu hũ nhỏ nhỏ ra, sắc cà rồi cái để lên sốt, nửa tiếng là xong bữa cơm chiều của nhà mình. Rất là nhanh gọn lẹ các bạn. Để rọi gần cho các bạn xem món đậu hũ sốt cà của mình nè. Mà mình nhắc lần nữa, nếu mà ăn chay thì không cho hành với tỏi nha các bạn.
Những ngày chay thì không có làm hành với tỏi, chỉ là tương cà thôi và muối thôi. Đó, ăn bữa chiều đã xong, rất là đơn giản, nhanh gọn và lẹ. À, nếu mà các bạn thích món ăn của mình làm á, thì làm theo ăn rất là ngon nha các bạn. Mình nghĩ là món này ai cũng biết hết. Chỉ có đậu hũ á, thì làm nó hơi cầu kỳ một chút thôi. Nếu mà mình chịu khó làm á, thì mình làm thì sẵn ở nhà thì mình có đậu mình làm á, thì mình khỏi phải mắc công đi chợ mua. Còn nếu mà mình không rảnh làm á, thì mình cũng phải đi chợ mua thôi. Đó, cho nên mình á, mua đậu á, một lần á, mình mua một bao á các bạn. Hồi xưa á, mình mua 10 bao không á, tại mình làm bán hồi xưa. Còn bây giờ làm ăn thì mua một lần một bao. Vậy chứ một bao ở nhà mình xài cũng mau hết lắm á các bạn. Tại vì một tuần đó là mình phải ăn đậu hũ ít nhất là 2 lần. Cho nên mình thường làm lắm. Và mình làm video đậu hũ cũng cũng nhiều cái video đậu hũ rồi đó. Nhưng mà mai mốt mình sẽ làm nhiều cách khác nữa nha các bạn. Có nhiều cách làm lắm. Đây, gọi kỹ một lần nữa cho các bạn xem nha. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Nếu thích video của mình thì xem hết video ủng hộ cho mình nha các bạn. Và đăng ký thì sẽ nhận được video sớm nhất của mình và cho mình xin một like nha các bạn. Thôi chào tạm biệt, bye bye. Trời, cái tay mình làm xong á, mình đói quá, cái tay mình bị run luôn á. Thank you.